Đi, nhanh lên. Nhanh lên, lên, cậu lên. Đứng lại. Đứng lại. Anh. Ê. Ê, đánh đi. Để đó. Chơi nữa. Bông vô nó dài ra luôn. Quay đi. Dạ. Quay, quay, quay. Mày đẩy gì mạnh vậy? Tao xây xe mà sao không nói nữa? Cầm! Thả cô ấy ra! Đưa chiếc vali cho tao! Mấy thằng ông nội làm gì ông đồng thế vậy? Thả ra! Tôi nói là giờ không chịu nghe! Bà đi vô! Đi vô! Đi vô! Đi vô! Đi vô! Tôi nói mà! Chưa ra! Chưa ra! Bước vô! Bắn nó sổ vô! Bước vô! Thả cô ấy ra! Thả cô ấy ra! Thả ra! Đưa chiếc vali cho tao! Mày né hả? Né ra! Đưa chiếc... Ê! Quay! Né ra! Thả cô ấy và đưa chiếc vali đây! Wow! Wow! Boom! Oh my god! Tôi nói rồi đừng. Rồi. Ai vậy? Dạ Lâu Công. Dạ Lâu Công không có tội. Bà lên đây làm gì? Dạ, dạ lên dọn. Dọn gì? Dạ dọn vệ sinh. Mày xử bà. Dạ mấy anh ơi, mấy anh bắn gọn gọn chút xíu cho em đỡ dọn. Em dọn từ ở lầu 1 em dọn lên tới đây em rã rời tay chân rồi. Tao dí nó từ lầu 1 đến này nè. Dạ, dạ biết rồi. Chị ơi làm ơn né ra đi. Dạ. Chị em bắn lộn cái coi. Dạ. Mày thả ra. Dạ. Thả ra. Dạ mấy anh ơi em lại mấy anh bắn gọn gọn giùm em cho em đỡ dọn, em nhắc rồi thương giùm em giúp đi. Vậy dọn đi. Dạ 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 dọn gì? Bà muốn dọn gì bà dọn đi. Dọn đó hả? Dọn đi. Thôi. Nghĩ giải lao tụi bay ơi. Lẹ đi. Dạ. Lẹ. Dạ đó giờ đâu có dọn này, giờ chẳng chân bụng rủng hết sao mà dọn. Nhanh đi. Lẹ đi. Dạ đang dọn nè. Từ từ đi anh ơi. Nghe nè cậu ơi, nó nặng quá kéo không nổi. Ông ấy giúp giùm tôi một tay đi. Phụ chút xíu nè. Dạ. Trả nè. Trả nè. Chị ơi chị. À. Của ai vậy? Trả. Của ai trả? Tự nhiên. Tự nhiên đưa tôi vậy. Không phải bên này, không phải bên này. Bên kia, bên kia. Đá ở đây nè. Không phải bên không ai lấy thôi, tôi bỏ ở đây rồi tôi giục sọt rác nha. À, tôi nói cô nghe, cái đồng hồ này không có đeo cho. Cái gì vậy? Cho tôi ấy tôi bán da chai, cái đồng hồ nó không xài hả? Bơm. Trời ơi, trời ơi cha mẹ ơi bơm. Cái gì vậy mày? Mệt. Em rất nghiêm cận. Kìa ra ra ra. Ngoài này nè ông nội. Thả ra. Đâu? Mày ở dưới lầu 1 á. Mày đưa cái vali đây. Đứng lại, để tao. Thôi lại đánh tao nè. Lại đánh em là một. Anh cái gì? Đi đâu ạ? À? Có vali rồi, đi về. Nó biết mã số mở cái vali đó. Vali này là của nó. Đem nó ra đây. Đọc mã số. Đem nó ra đây. Đọc mã số. Đọc mã số. Thảo bom đi tôi đọc. Dao. Tao bắn mày bây giờ, đưa dao. Súng. Thấy bồn quýu luôn. Đó rồi, đây. Nằm xuống. Nằm xuống. Anh tháo bơm. Khoan. Cởi áo tháo bơm được. Tình hình căng. Ô, tỉnh con. Cắt dây nào. Em coi phim Mỹ, nó cắt dây xanh. Nhưng mà bữa tôi coi phim Hàn nó cắt dây màu đỏ. Vậy anh cắt dây màu đen đi. Phim gì? Phim sạc lô, phim trắng đen. Phim nó có hai màu trắng với đen à. Mày cắt đi. Em cắt nha. Cắt đi. Anh ơi, em cắt không được. Cắt đi. Em bị cận. Bị cận hả? À, đợi xíu. Nè, bữa mua cho mày cái kính cận, tính tặng sinh nhật mày á. Đâu có sẵn không vậy? Ờ. Rớt rồi, anh ơi em cắt không được. Mày diễn giả gì luôn hả? Cắt đi. Cắt dây nào vậy? Cắt dây nào? Alo, một cái em sợ lạc giọng luôn. Em sợ lạc giọng luôn. Mày sợ cái gì? Nổ. Nó nổ rồi sao? Để em cắt cái kỳ vậy trời. Mày đưa đây. Nhớ ở bên cạnh tao. Dạ em ở bên cạnh anh. Sao mày nói mày ở bên cạnh tao? Bên cạnh nè. Hả? Mày đứng đó nó nổ mày cũng chết. Đứng thì nó cũng chết hả? Vậy em lên máy bay em lái em đi luôn. Em đâu biết lái máy bay đâu. Mày lại đây. Trời ơi. Làm gì? Cái gì? Bà đi hả? Chơi gì mà chơi hù bà nội. Hụ gì đâu, ra coi xong chưa tôi dọn. Xong rồi phải không? Vậy thôi tôi vô á. Anh cắt chưa? Cắt rồi, bà hù hết hồn cắt luôn rồi. Anh ơi, anh, em cắt được cái kiến cần mới rồi. Yeah, tụi nó đâu? Ôm chai bơm, đem ra ra ngoài giùm tao. Nó hết nổi chưa? Rồi. Chắc không? Chắc. Nhanh đi. Ừ, nó hết nổi rồi. Yeah. Bãi anh nha. Đưa vali đây. Bùm. Anh bồn mới nổ. Oh my god. Oh, lại mất thêm một thằng đàn em nữa rồi. Oh. Em ra đây. Bước ra. Lẹ đi nha. Mệt lắm rồi. Đọc mã số. Em tưởng anh xin Facebook không á. Đọc mã số. Đọc. Đọc. Đưa chiếc vali đây. Hả? Cái gì? Để chiếc vali cho tao. Bỏ sung sướng. Lỡ cầm mày. Mày tính phản hả? Phản thì sao? Tao nhịn mày lâu rồi. Nhịn cái gì mà nhịn hả? Tao với mày có chiếc vali, tao với mày cùng vào. Mày biết cái đó là cái gì không? Hệ thống thanh lọc không khí toàn cầu. Tao có được cái đó, tao với mày vào, tao với mày hưởng, mày hiểu không? Tao biết. Nó vào. Nó bắn nữa hả? Đáng lẽ không chết đâu mà hết hồn, tao bóp cò rồi đó. Trời đất ơi, ngày nay ngày gì vậy trời? Ủa cô? Ủa cô ơi? Ủa xong rồi cái gì trong đây mà sao cái tranh giành nó bắn nhau tùm lum tà la vậy cô? Cái gì vậy cô? Đây là bộ điều khiển. Bộ điều khiển gì? Bộ điều khiển hệ thống thanh lọc không khí toàn cầu do tôi phát minh ra. Rồi này cô mở ra cho mọi người cùng hưởng đi. Cô nói là cái hệ thống thanh lọc gì? Thanh lọc gì cơ thể? Thanh lọc máu huyết hả? Không khí toàn... thanh lọc không khí toàn cầu hả? Mở ra đi, cô bấm nút cho mọi người cùng hưởng đi. Giờ nó cũng chết hết rồi, nó hưởng được gì nữa đâu, nó dành. Trời ơi, công nhận hay quá, cô mới bấm. Tôi ngồi đây. Ủa mà đâu, mà vẫn còn mệt mà. Hết thở được gì đâu. 10 phút nữa hệ thống mới khởi động chị ạ. À 10 phút nữa hệ thống mới khởi động hả? À chứ là sau đây xong vô trỏng ngồi 10 phút nữa tôi mới hưởng được cái không khí đó phải không? Trời ơi hay quá ha. Thôi vậy đi mấy ông nội, hết rồi nằm hoài. Vậy hưởng không khí kìa. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Thụy Mười cùng tất cả các bạn đã hỗ trợ tiết mục này của Hoài Long. Xin được cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Cảm ơn chị Mười. Cảm ơn chị Mười. Các bạn đã hỗ trợ cho Long. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Ngày hôm nay Long, cái vai trò diễn viên của Long là không có tốt. Nói không nghe một cái tiếng gì hết, không có một nghe được cái chữ nào. Không nghe thì làm sao người ta hiểu cái miếng mà người ta cười. Tình huống dây duy nhất, hay nhất là cái vụ gỡ bom. Gỡ bom. Hai đứa không biết tiếng Hàn Quốc, một con nói tiếng Hàn, nói mãi không ai hiểu hết trơn. Bà kia đó tiếng Hàn, tao người ta nó trời ơi, nguyên đám không hiểu gì hết. Bà gọi điện cho Harry Won nhờ dịch. Ví dụ. Dễ thương. Tất cả chúng ta đều kỳ vọng rất là nhiều ở Long và mong chờ một cái điều gì đó, nhưng mà đến khi mà chưa được thì tất cả mọi người tự nhiên cảm thấy có cái gì đó hụt hẫng, bởi vì biết rằng là bạn rất là giỏi. Mã số của Hoài Long là 07 và tổng đài của chúng ta là 7339. Các bạn nhớ nha. Cảm ơn Hoài Long.